know, cause I just see him when we under the sheet. I wish the sky could turn back to black now. Yeah. Can't wait another see day. Young. I treat you like a prince charming, fuck you like a left. Hello hello, trong video ngày hôm nay thì ta sẽ squat và review cho mọi người dòng son BBL Last Layer Pencil, một dòng son dạng chì vặt mới đến từ nhà BBL Hàn Quốc. Mặc dù là một thương hiệu cực kỳ bình dân, nhưng BBL luôn chú trọng tới bao bì mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm của mình. Thiết kế lần này theo đúng chuẩn hot trend khi dùng những tone màu trầm phối với nhau. Hộp giấy son là cả một nghệ thuật phối màu. Dòng son này được chia làm hai phiên bản. Mỗi phiên bản tuy có cùng kiểu thiết kế nhưng màu hộp thì khác nhau. Khi mở son ra thì Sa thấy vui vui vì son nhìn như cây chì kẻ mắt phiên bản to hơn một chút vậy đó. Đặc biệt là vì nắp son làm theo màu son bên trong nên thỏi son màu đen nhìn hệt như cây chì kẻ mắt luôn. Nắp son rất chặt và kín nên mọi người yên tâm là son sẽ không bị bung nắp lỏng lẻo làm va quệt đầu son đâu. Đầu son thì được vát xéo hai bên, tạo đầu nhọn khá tiện lợi cho việc tạo khuôn môi. Sa cũng sẽ vặn son lên hết cỡ cho mọi người nhìn thấy được lượng son có bên trong mỗi thỏi nhé. Với packaging siêu đẹp và chất lượng này thì Sa không có bất cứ điểm trừ nào cho em nó luôn. Dòng son Last Layer Pencil này gồm 10 màu, được chia làm hai phiên bản Ombre và Retro. Mỗi phiên bản thì có 5 màu son. Phiên bản Retro gồm các màu son mọi người có thể dùng luôn cho môi như những em son cơ bản. Các mã son của phiên bản này được viết tắt là LR đính kèm mã số son. Còn phiên bản Ombre là những màu son dùng để phối và tạo ra những màu son mới lạ, đúng chuẩn theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên mình thấy có một vài màu trong phiên bản son này mọi người có thể dùng riêng biệt được. Các mã son của dòng này được viết tắt là LO đính kèm số. Trong video này thì sẽ swatch những màu son phiên bản Retro trước. Màu LR1 Ali theo hãng gọi là tông Coral Rose. Đây là màu son hồng đất pha thêm cam để son ngã thành màu đào trẻ trung. Son không tươi để bị kén da, không trầm để bị da. Sắc son này ghi điểm nhờ việc dễ dùng hàng ngày. Màu son nhẹ nhàng tự nhiên nên các bạn từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng đều dùng được. Tuy nhiên đây là tone son không hợp với các bạn có răng ngà đâu, vì son sẽ khiến răng bạn nhìn bị vàng hơn đó. Thiết kế dạng bút chì của son cho ra những đường màu son rất mảnh, cực kỳ dễ dàng cho việc tạo khuôn môi và len lỏi vào khóe môi. Ngoài ra những bạn thích vẽ những beauty mark như tàn nhang hay là các hình nho nhỏ như trái tim, ngôi sao trên khuôn mặt để tạo lại dấu ấn thì bản son này sẽ là một gợi ý hay ho. Tuy nhiên cũng vì đầu son mảnh nên nếu mọi người đánh son cả môi thì sẽ hơi mất thời gian một chút so với những em son thông thường, nhưng cũng không quá lâu đâu. Màu son LR2, Mama mà hãng chú thích là Nude Coral Brown, là tông nude đất ngã nâu. So với cam đất thì màu này không hề kém cạnh mà còn vượt mặt về độ sexy cũng như là tây hơn. Ngạc nhiên hơn nữa là em này cũng không hề kén da người châu Á đâu. Nếu bạn có một tone da sáng là bạn đã đủ tiêu chuẩn để diện em nó rồi đó. Look at the fish in the sea, you think these clownfish better than me? I put your feet up 180 degrees, wrapped around my neck, while you stared at me, fixed your migraines, I don't play my... Khi vừa chạm đầu son lên môi thì Sa đã nhận ra chất son của BBL Last Layer Pencil là để yêu. Chất son chuẩn lì mướt mềm cho ra những đường màu đậm nét bất cứ nơi đâu mà đầu son chạm đến. Son không hề bị bột nên cảm giác trên môi thoải mái và dễ chịu vô cùng. Khi Sa tô son cả môi, lớp son tuy đậm màu bao phủ nhưng lại không bị dày nặng môi tí nào cả. Những bạn có môi thâm thì sẽ rất thích em son này đây. Màu son LR3 Retro Mood là tông son Rose Brown không thể rời mắt. Đây cũng là màu Sa thích nhất trong cả phiên bản Retro. Màu hồng tro kết hợp cùng sắc nâu cho ra một màu son cực đẹp mà Sa nghĩ là bạn sẽ rất khó tìm màu này ở những dòng son khác. So với LR2 thì tone này cũng nhiều nâu và đậm hơn nên các bạn có da trung bình vẫn dùng được. Màu son này vừa tây vừa dễ dùng, khó có thể từ chối lắm đây. Đầu son được vát xéo hai đầu tạo thành một đường nhọn cực kỳ mảnh đến mức bạn có thể kẻ mắt được luôn cơ. Góc vát chính xác 1.5mm nghe thật chi tiết và đỉnh cao. Tuy nhiên thú thật thì chỉ cần Sa swatch một lần son thôi thì đầu son đã biến mất thành đầu tì tròn rồi. Mọi người có thể coi được đầu son này khi Sa zoom cận cảnh lúc đánh môi trên. Vậy nhưng yên tâm là thậm chí khi son bị
bị tè tròn thì vẫn cho đường màu rất sắc nét và dễ tạo khuôn môi. Tông hồng lạnh pha chút nâu như LR4 Oros vừa giữ được độ tây của màu son mà lại không kén tôn da, còn giúp răng bạn nhìn sáng hơn nữa. Nhắc tới những màu son cổ điển bạn luôn nhớ đến đỏ, vậy bạn đã biết hồng đất lạnh cũng là một màu son được yêu thích từ xa xưa đến nay chưa? Màu son nhã nhặn tinh tế này là gợi ý số 1 cho những cuộc hẹn quan trọng như đi phỏng vấn việc làm hay gặp mặt đối tác đó. MBBA Last Layer Pencil hiện đang được bán tại sky007.vn với mức giá 130.000 cho một em son. Lượng son có ở mỗi cây thì Sa đã vặn lên cho mọi người xem ở đầu video. Chính xác thì mỗi cây son sẽ có trọng lượng là 0.8g. Lượng son này không nhiều nên mức giá 130.000 là rất hợp lý. Sa nghĩ đây là giá thành mà ai thích cũng có thể thử mua son mà không cần lo ngại quá nhiều. LR5 Plus là tông hồng đất pha chút tím. Đây là son tông lạnh nên sẽ làm da và răng của bạn sáng lên. Tuy nhiên thì khi dùng màu son này, bạn hãy nhớ cho thêm một chút má hồng để khuôn mặt thêm tươi. Khắc phục điểm trừ của màu son này là màu son buồn, cũng như là vì son tông lạnh nên sẽ khiến mặt chúng ta hơi xanh xao, nhợt nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại thì sẽ có những ngày bạn muốn dùng màu son này cho xem. Dùng màu môi hợp với tâm trạng cũng là một cách giải tỏa hay ho lắm đó. Vậy là đã hết 5 màu son của phiên bản Retro rồi. Giờ thì hãy khám phá những tone màu sinh ra dùng để kết hợp cho ra những tuyệt tác cho phiên bản Ombre nhé. Yên tâm là sau khi swatch xong tất cả thì Sa cũng có mix thử 2 màu cho mọi người xem ở cuối video đó. Vì là những màu son để mix nên khi đánh cả môi thì nhìn cũng hơi kỳ lạ. Nhưng mà Sa cũng tìm được vài màu son siêu đẹp có thể dùng một mình mà cực kỳ khó kiếm ở son hàng hay các dòng son bình dân đó nha. LO1 là tonus bay rất bật. Đừng dùng màu này một mình trừ khi bạn muốn hóa thân vào nhân vật đang bệnh ốm yếu. Đây là tone son làm dịu lại màu son chính. Màu này còn giúp tăng gam màu nude cho màu son. Nếu bạn muốn màu son bạn đang có trở nên tây và sexy hơn thì hãy mua màu này và thử mix chúng với nhau. Hiệu quả mang lại đẹp hơn mọi sự tưởng tượng đang có trong đầu bạn đó. Cách khác thì bản son này cũng là một sản phẩm che khuyết điểm và che thâm môi khá tốt nữa. Dùng màu này tán mỏng rồi làm lớp lót, đánh màu son bạn yêu thích lên sẽ đạt hiệu quả hơn cách thông thường rất rất nhiều. Dòng son Lip Layer Pencil này không chỉ dùng được cho môi mà có thể dùng cho mắt và má nếu thích. Được tạo dựa trên hình tượng một sản phẩm son có thể cho mọi người được đa dạng sự sáng tạo từ việc trộn lẫn các màu và tạo ra màu son riêng biệt. Nên chất son của dòng này rất mướt và dễ tán mịn, hòa màu cùng các sản phẩm khác. Đặc biệt nhất của dòng son này Sa thấy chính là việc hãng tách rời các sản phẩm để bán lẻ. Chị em mình thích màu nào thì mua màu đó về và thử mix với nhau, chứ không bị bắt buộc mua một bộ gồm tất cả các màu như những sản phẩm khác có chung ý tưởng. Khi swatch màu LO02 lao cả môi thì Sa nhận ra là chất son của bạn này không được đều màu lắm. Dù Sa có cố gắng chỉnh nhiều, có chăng là vì màu này quá đậm không ta? Sa rất thích màu son này vì sự nổi loạn và cá tính, nhưng vì chất son không cho phép nên chắc em này chỉ thích hợp cho việc phối màu thôi. Khi phối màu thì em son này sẽ làm trầm và tím các màu son chính. Thử mix màu này với các màu son bạn có như màu đỏ hoặc là nâu đi. Bạn sẽ có tone đỏ rượu, hồng cho hay là mix được cả ngàn màu khác đó. Nếu mọi người mua Last Layer Pencil theo kit 5 thỏi son của mỗi phiên bản thì giá của cả kit chỉ có 500.000 thôi. Nếu tính giá này thì mỗi em son còn chỉ có 100.000. Đây là giá quá quá tuyệt vời cho một bộ son hay ho. Thậm chí nếu bạn không thích mix màu son đi nữa thì Sa nghĩ việc mua kit Retro để sở hữu 5 màu son đẹp và mới lạ trong một chiếc son tuyệt vời với 500.000 cũng là một món cực kỳ hời. Phiên bản kit thì hộp giấy sẽ đi theo set 5 cây son luôn, chứ không phải là hộp giấy rời cho từng em son nữa. Vì Sa mua son theo màu lẻ nên không thể cho mọi người coi hộp của dạng kit như thế nào rồi. LO3 Hot Red là màu đỏ hồng trầm cơ bản. Đây là màu son mọi người dùng riêng cũng được chứ không cần phải pha đâu. Màu đỏ hồng này đẹp từ kiểu đánh lòng môi đến cả môi.
Sắc đỏ từ lâu đã là màu dễ dùng cho chị em mình mà không hề kén tông da hay làm ngà răng mà. Em son này không có hương thơm dù bạn có để son sát mũi và cố ngửi. Thật ra thì khi make up phải sử dụng rất nhiều sản phẩm mà mỗi sản phẩm mỗi mùi hương riêng thì quả thật là nhức đầu. Nếu bạn nhạy cảm với mùi hương liệu hay đơn giản là bạn khó tính về mùi hương thì những sản phẩm không có mùi luôn chiếm được cảm tình kha khá nhỉ. LO04 Bold là màu mình thích nhất trong kit Ombre cũng như trong 10 màu son của video ngày hôm nay. Không bị hiện tượng không đều màu như màu LO02 mà son rất đều màu và lớp màu son đẹp cực kỳ. Màu nâu trầm này đã khiến mình phát cuồng đến mức mua vài thỏi của các hãng khác nhau cơ. Nhưng ở mặt bằng chung của những dòng son bình dân cũng như là son ở châu Á thì đây là lần đầu tiên mình thấy có tông màu này. Những màu nâu trước đây mình mua đều chỉ kiếm được từ những hãng Mỹ như Huda Beauty, Too Faced hay là Kylie Cosmetics thôi. Vì là son lì không khô mà rất mượt nên khi chị em mình chạm môi vào ly cốc ống hút thì son sẽ để lại vết tích thôi. Ăn một bữa nhẹ thì son sẽ để lại lớp màu phớt, nhưng nếu ăn bữa chính thì son sẽ trôi tuột đi luôn. Nếu như mọi người không ăn uống thì son sẽ bám bền trên môi từ 5 đến 7 tiếng. Tuy nhiên đây cũng là dạng son để phối nữa, nên nếu mọi người kết hợp em nó với các dòng son khác thì sẽ cho ra được những độ bám khác nhau. Sắc đen LO5 Poison khiến Sa cảm thấy mình như cô phù thủy nhỏ vậy. Nhìn cứ tưởng mình đang lấy nhầm cây chì kẻ mắt để son môi thôi. Chất son của bạn LO5 này giống LO2 ở việc không đều màu. Nếu mọi người dùng em này để phối thì không có gì để nói. Nhưng nếu mọi người cần một lớp son đen lì cho một dịp nào đó thì mình nghĩ một thỏi son kem lì sẽ tạo được lớp màu tốt, bền và đều màu hơn. Ta-da! Vậy là mọi người đã xem xong hết squad 10 màu son hôm nay rồi. Để có cái nhìn cận cảnh hơn thì Sa sẽ thử mix 2 màu son mới từ các em trong bộ son này nhé. Mình sẽ mix và tán son thật mỏng nhẹ để mọi người xem được dạng son lòng môi luôn. Màu mix đầu tiên mình chọn màu son nền là LR3 Retro Mousse, tông nâu hồng lạ mắt. Mix thêm một chút đỏ hồng từ LO3 Hot Red để tăng độ trẻ trung và tươi tắn cho sắc son này. Thành quả từ hai màu này là màu hồng đất dâu siêu xinh xắn. Màu mix thứ hai sẽ chọn nền là màu LR1 Ali, màu đào ngã đất ngọt ngào, cho thêm một tí cá tính từ tông nâu trầm của LO4 Bold. Hai màu tưởng chừng như trái ngược nhau thế này lại cho ra những kết quả bất ngờ lắm đó. Son cũng rất dễ hòa quyện vào nhau, chỉ sau vài cái quệt tay là đã ra lớp màu son thành quả rồi. Mọi người có thể dùng cọ cũng được. Màu thành quả từ sự nghịch ngợm này là màu hồng đất lạ mắt. Tổng quan chấm điểm cho em son này thì chỉ tóm gọn trong 4 chữ: cực kỳ đáng mua. Mọi người sẽ tìm được siêu nhiều ưu điểm của dòng son này, nhưng lại rất khó khăn để tìm được khuyết điểm của em nó cho coi. Sẽ cực kỳ khuyến khích chị em mình thử dùng và sáng tạo với bộ son này. Biết đâu sẽ tạo ra được một màu son bấy lâu mơ ước thì sao. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và subscribe channel của Beauty Nhau Way nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.